Lê Âu Ngân Anh bế bầu 9 tháng đi chơi Noel sớm cùng chồng. Mẹ bầu Lê Âu Ngân Anh sánh đôi ông xã đi trà chiều, chụp ảnh kỷ niệm Giáng sinh trước khi vượt cạn. Ngân Anh nói thích nhất tháng 12 và năm nay càng thêm ý nghĩa, hạnh phúc khi cô và chồng chuẩn bị chào đón con trai đầu lòng Tino. Nghe mọi người đồn đa phần con so ra sớm nên tôi đã chuẩn bị tâm lý, gói ghém công việc, xong xuôi đồ đạc từ tháng trước với hy vọng le lói là đến Giáng sinh thì hết thời gian ở cữ để được đi chơi. Nhưng đến giờ Tino vẫn chưa nỡ rời xa chiếc bụng chật chội của tôi. Chỉ còn 2 hôm nữa đến ngày dự sinh của Tino. Tôi tranh thủ hành anh xã dẫn đi chơi Noel sớm trước khi bắt đầu nhiệm kỳ mẹ bỉm sữa, cô tâm sự. MC Phan Tony hài hước kể anh được vợ sửa soạn cho mặc áo len cổ lọ giữa trời Sài Gòn 30 độ C để chụp hình Giáng sinh. Cặp sao hẹn hò riêng tư, dùng trà chiều ở không gian trang hoàng nhiều cây thông Noel, thắp đèn lung linh, bày biện nhiều nến thơm, quả thông ở một khách sạn. Ngân Anh nói vợ chồng cô luôn cố gắng sắp xếp để có thời gian riêng cho nhau, hâm nóng tình cảm. Nhờ vậy, họ thấy hôn nhân ngọt ngào, mặn nồng sau hơn một năm cưới. Tony tặng Ngân Anh chiếc nhẫn kim cương cùng bó hoa hồng xếp hình trái tim để cổ vũ tinh thần vợ trước khi vượt cạn. Anh xã tôi là người đơn giản, thực tế nên mấy việc tạo bất ngờ, lãng mạn anh tự nhận mình dở ẹt. Ngày cưới năm ngoái, anh nói với tôi, anh không muốn bày vẽ, nói nhiều mà không làm được. Mình bên cạnh nhau trọn vẹn hạnh phúc thì cứ thêm 365 ngày mỗi năm, anh sẽ tặng vợ thêm một chiếc hộp to hơn năm trước làm tài sản. Trước giờ, những món quà giá trị cao dành cho tôi, anh đều nói không muốn thể hiện hay phô trương mà chỉ cần thấy tôi cười vui là được. Lần này, nhìn thấy chiếc nhẫn anh tự lên ý tưởng thiết kế, tự nhiên tôi thấy thương anh. Tôi vui vì anh đã mang đến cho mình một gia đình nhỏ tràn ngập yêu thương. Cô bày tỏ. Người đẹp nói cô cảm thấy may mắn vì chồng luôn đồng hành cùng từ những ngày đầu kết hôn, lúc mang thai cho đến khi sắm sửa đồ đạc đón con. Anh chủ động hỏi tất cả đồng nghiệp là mẹ bầu hoặc những người đã có con để học hỏi kinh nghiệm chăm vợ. Anh muốn nắm bắt tâm lý, hiểu rõ thể trạng vợ khi mang bầu. Anh ấy bảo khúc này hồi hộp hơn cả tôi, sợ nhất nếu vào phòng sinh mà vợ đau quá thì anh không biết xử lý ra sao. Anh cũng trăn trở chuyện sinh bé xong thì anh có nuôi dạy có tốt không, vì với việc nuôi dạy con trai thì người ba sẽ là một tấm gương phản chiếu rất lớn. Trọng vía sức khỏe của tôi và em bé đến hiện tại đều ổn, chỉ mong khoảnh khắc vượt cạn cũng sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, cô nói. Cặp sao khoe khoảnh khắc tình tứ. Ngân Anh nói đa phần mọi người bảo cô làm mẹ bầu xinh xắn, năng lượng, vui vẻ hơn nhiều nên cô nghĩ phần lớn công sức thuộc về chồng. Anh luôn yêu chiều, còn nhận hết phần mệt mỏi về mình. Nổi mụn, thèm ăn, đau nhức người hay cá vàng, đản trí anh đều lãnh đủ, cô kể. Ngân Anh mặc váy bó sát khoe bụng bầu lùng lùng ở những ngày cuối thai kỳ. Cô tăng gần 10kg so với lúc chưa mang bầu. Người đẹp vui khi được nhiều người khen vẫn xinh đẹp. Cuốn hút dù bầu lớn. Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, quê Tiền Giang. Cô đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, là Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa 2018. Người đẹp tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu ngành quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Stanford, Anh. Cô hiện là giám đốc chương trình quản trị sự kiện, kinh tế thể thao tại Đại học Hoa Sen, thỉnh thoảng làm MC truyền hình. Bên cạnh đó, cô làm quản lý dự án cho một công ty tư vấn tài chính và đầu tư đa ngành. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.